Em có biết ổng là ai không? Người ta cho em không như vậy là người ta có cái ý đồ gì đó, em có biết được không? Mà tại sao em dám nhận? Đời sinh viên, đời sinh viên có cây đàn guitar, đàn ngân nga chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha. Ha 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 ha. Sao em? Hết gạo rồi. Sao hết nhanh quá vậy? Bữa mình mới mượn Diễm My mà. Còn có mấy hột chứ mấy. Anh cũng hết tiền luôn rồi hả? Anh hết tiền rồi. Nếu còn anh để đem đi mua cổ phiếu rồi. Em cũng hết tiền luôn rồi. Mà mẹ cắt trợ cấp luôn, đâu gửi lên cho em đâu. Mà giờ đi mượn tiền người khác thì em thấy kỳ quá à. Anh, hay là mình bán hết cổ phiếu đi. Không có được đâu. Bây giờ mà bán là mình lỗ nhiều lắm á. Cổ phiếu đang mất giá mà. Hay mình đợi thời gian nữa đi, rồi mình bán là nó tăng lên gấp mấy lần rồi mình lời nhiều lắm á. Vậy thì giờ lấy gì ăn? Hay là tối á, mình đợi mọi người ăn cái xong mình xuống mình ké mỗi người miếng. Sao giống ăn mày quá vậy? Em đừng có nói vậy mà. Làm gì có ăn mày nào mà đẹp gái như em. Mà nhìn anh giống ăn mày lắm á. Anh giống ăn mày thiệt. Ủa sao mấy chị nhân viên ở đây đâu hết rồi ta? À, hay là em đứng đây đợi đi. Để em chạy qua chỗ nãy coi người ta chuyên trả cá xong chưa. Chắc em thích anh há chảo lắm ha. Dạ. Anh thấy em đứng đợi nãy giờ. Dạ. Em ăn thử miếng này đi. Mới vừa chiên xong ngon lắm đó. Em được ăn thử một miếng thôi hả? Không, em ăn bao nhiêu cũng được, cứ thoải mái. Thiệt hả? Ừ. Em được dùng hết nhiêu đây luôn. Ừ. Em cảm ơn anh. Xin lỗi sếp, em mới đi vệ sinh. Cô làm ăn như vậy đó hả? Cô có biết là cô bé này đợi rất là lâu rồi không? Em xin lỗi sếp. Ngon không em? Ngon. Anh xin tự giới thiệu, anh tên là Phi, trưởng phòng phụ trách sản phẩm dùng thử. Người ta hay gọi là free, giống như công việc của anh vậy, đồ miễn phí mà. Dạ, còn em tên là Băng Mai, anh cứ gọi là Mai cũng được. À, không biết là nếu mà Mai có thời gian thì... Dạ, em có bạn trai rồi. Ừ, anh đừng có thích em, bạn trai xử đẹp anh đó. À, anh xin lỗi, anh cũng nghĩ là Mai chắc là có bạn trai rồi. Nếu mà có gì không phải thì bỏ qua cho anh nha. Dạ, không sao, anh yên tâm. Bạn trai của Mai chắc là đẹp trai lắm ha. Hôm nay có đi chung với Mai không? Mai ơi! Mai! Mai lên đi qua ăn! Bên kia chiên xong rồi chạy nhanh đi! Ui. Thôi, đi lẹ đi, coi chừng hết đó. Dạ. Ừ. À! Mai à, khoan đã. Nè, Mai cầm đi. Nhưng mà em không có mua đâu. Đây là sản phẩm dùng thử, miễn phí mà. Em cứ cầm đi đừng ngại. Em không lấy, anh dục thùng rác cũng vậy à. Em cảm ơn anh à. Ừ, thôi em đi đi. Há cảo thì ngon thiệt á. Ăn từ từ thôi, mình còn nhiều mà. Nhưng mà sao tự nhiên siêu thị cho mình nhiều quá vậy? Là hàng dùng thử á. Ừ. Anh tưởng là mình phải mua cái gì siêu thị mới tặng chứ. Sao tự nhiên đâu có mua dạo. Người ta nói cái này sắp hết hàng rồi, nên là người ta tặng cho mình á. Mình khỏi phải mua cái gì hết. Hên quá anh ha. Hên hả? Ừ.
đúng là buồn ngủ ngập chướng anh mà. Tự nhiên đang đố người ta cho quá trời ăn luôn. Lần tới em gặp người ta em phải cảm ơn họ, nói chưa? Có gì đâu phải cảm ơn. Ăn từ từ thôi nè. Em cho no vô nha. Em nghe nè. Em đang đi siêu thị mua ít khăn giấy nè. Diễm My nó kêu kiệt muốn chết luôn. Em xin nó một miếng giấy ăn thôi mà hả? Nó không cho, em phải dùng giấy vệ sinh đó. Anh muốn ăn gì không em mua nè. Món cũ hả? Rồi ok, em biết rồi. Em về liền. Ok. Mai. Mai ơi. Ủa. Em chào anh. Mình lại gặp nhau nữa. Dạ. Ủa, hôm nay Mai đi mình hả? Dạ, em xin phép ạ. Mai ơi. Đợi anh xíu. Đây là sản phẩm mới, Mai đem đi dùng thử đi. Nhưng mà anh cho em vậy hoài, em ngại lắm á. Có gì đâu, đây là sản phẩm dùng thử, hàng phi mà. Mai quên công việc của anh là gì hả? Nè, Mai nhận đi. Mai ơi, hay là để cho tiện thì Mai cho anh xin số điện thoại nha. Để làm gì vậy? Thì để khi nào mà có sản phẩm mới thì anh sẽ gọi điện thoại cho Mai. Anh nói thật đó, không có ý gì khác đâu. Anh xíu. Đây 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 đây. Cầm giùm em với. Mình có gạo rồi nè, không chồng bị đói nữa. Em mua gạo rồi đó hả? Trời ơi Mai ơi, vậy là mình hết đói rồi. Hay quá à. Hàng tặng á. Xem hên quá vậy, em được tặng quà luôn á. Thôi em lên thay đồ nấu cơm nha. Đúng rồi, em lên thay đồ đi. Anh đói bụng quá. Nhanh lên nha Mai. Mai ơi, em có tin nhắn nè. Loại gạo đó ăn có ngon không? Mai em lại tới nữa nha. Có lô mì gói mới về nữa nè. Anh sẽ để cho em một thùng. Trưởng phòng free. Mai ơi. Mai. Anh gọi em hả? Free là ai vậy? Tự nhiên anh kỳ quá vậy, tự nhiên xem trộm tin nhắn của em. Anh chỉ muốn biết Free là ai thôi à. Vậy là gạo rồi hát cảo đồ là của ổng đó hả? Dạ, mấy thứ đó là hàng tồn kho nên là người ta cho mình miễn phí mà. Nhưng mà em có suy nghĩ tại sao ổng lại cho em không? Em có biết ổng là ai không? Người ta cho em không như vậy là người ta có cái ý đồ gì đó, em có biết được không? Mà tại sao em dám nhận? Em thất vọng về em quá. Vậy anh muốn em phải làm sao? Bây giờ mình đang rất là đói. Những thứ đó đối với mình nó rất là cần thiết luôn. Mặt em dày lắm rồi, em không còn mặt mũi nào mà đi mượn bạn bè nữa. Em đừng nói nữa. Từ giờ anh cấm em gặp ông đó nữa, em biết chưa? Còn lại để anh lo. Sai cũng không đủ tiền mà sai luôn. Chán.
Alo anh hả? Anh nè, Free đây. Sao anh cứ gọi điện cho tôi hoài nhở? Làm ơn đừng có gọi điện nhắn tin cho tôi nhiều hơn nữa nha. Anh biết rồi, đây sẽ là lần cuối cùng anh gọi cho em. Cái gì? Anh đã chuẩn bị hàng miễn phí cho em sử dụng cho 1 tháng rồi. 2 bao gạo là đặc biệt, 2 thùng mì, 1 thùng há cảo, 2 thùng xúc xích và 1 thùng chả giò rế. Anh sẽ tặng hết tất cả cho em. Chỉ cần em giúp anh một chuyện nhỏ thôi. Giúp anh sao tôi giúp anh được? Chỉ cần em đi đầm sen với anh 1 ngày nha. Đi đầm sen á? Nếu đi đầm sen một mình, người ta sẽ nói em bị khùng. Mấy lần trước anh cũng tính đi, anh có vé nhưng mà anh không có đi là tại vậy đó. Chỉ cần em đi anh 1 lần thôi, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa. Cái ông này rảnh lắm hả? Hết chuyện làm hay sao mà cứ gọi điện cho tôi nói mấy chuyện đấy vậy? Làm ơn đừng có phiền tôi nữa nha. Vậy nếu mà em có để ý thì em gọi lại cho anh nha. Đừng có mơ, đừng có tưởng tôi bị điên nha. Anh Quốc. Anh xin lỗi em Mai à. Một thằng nghèo rất một tên như anh và em cũng chấp nhận. Anh xin lỗi em. Xem với người ta một vòng rồi về thôi à. Thôi em đừng nói nữa, em ngủ đi. Mấy cái thứ đó người ta cho mình miễn phí mà. Mình đang rất cần mấy cái đồ đó. Chắc là mình được dùng cả tháng luôn á. Mà không, nhiều lắm, người ta cho mình nhiều lắm. Chắc mình xài cũng được 2 tháng rồi. Thôi mà anh đừng có suy nghĩ nữa. Hãy nhìn vào thực tế đi. Với lại mình cũng đang rất cần mấy thứ đó nữa. Chứ em đi cũng đâu có thiệt thòi gì đâu. Anh Quốc. Em đi nha. Ở nhà anh cứ ăn cơm trước đi, đừng có chờ em. Em đi á. Đồ ăn luôn á, cái này á mình ăn 2 tháng mình chưa hết luôn á. Anh không cho em đi nữa đâu Mai ơi. Nói ra gà luôn á trời. Quốc, chắc tụi tôi đuôi hết rồi. Đồ
ăn quá trời, sao anh không ăn cơm không vậy? Mày mới cạnh đi. Thôi mà ăn chung với mọi người đi. Ngon. Ngon quá mà không ăn hả? Anh còn có lòng tự trọng của anh nữa. Anh không ăn mấy đồ rồi đâu. Chỉ vì sợ người ta nói là đồ mặt dày nên anh lại nhất quyết không ăn đồ ăn mình mang về, cho dù anh rất thèm luôn.